Dạ, qua kiển Vĩnh Trang xin kính chào bà con nha. Em xin chúc bà con có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Thì hôm nay là cái clip đầu tiên của em trong năm 2023. Thì em xin giao lưu đến bà con cái lô hồng ngọc mai em mới vừa về nha bà con. Số lượng cũng khá nhiều nha bà con. Thì em phân ra làm 4 loại hình. Loại hình thứ nhất đó là thân lắc lượng nha bà con. Thân quái lắc lượng. Loại hình thứ hai là chân dài mà thân to. Chân dài mà cỡ lớn đó. Rồi loại hình thứ ba là chân dài cỡ vừa. Thứ ba là chân dài cỡ vừa. Thì nó nhỏ hơn cỡ lớn chút xíu. Còn loại hình thứ tư là chân dài cỡ nhỏ. Đây là cái giống như cái mật khẩu để mà em gọi ở trong clip này nha bà con. Để khi bà con có muốn mua hàng em, bà con nói theo đúng cái từ ngữ thì em sẽ chọn hàng nó dễ hơn. Ví dụ bà con muốn mua hồng ngọc mai mà chân dài cỡ nhỏ thì em sẽ biết em đi ra em lấy hoặc là chụp hình gửi hình chân dài cỡ nhỏ cho bà con ha. Rồi để không mất thời giờ của bà con thì em xin vào cái loại hình đầu tiên, đó là hồng ngọc mai chân dài. Ủa lộn, hồng ngọc mai mà thân quái nha bà con, thân quái lắc lượng. Thì em sẽ để lên cái bàn xay em xay cho bà con. Vậy em báo giá đồng loạt luôn là cái hồng ngọc mai thân lắc lượng này là giá là đồng giá 150 ngàn đồng một cây, bao luôn phí ship nha bà con. Một cây em cũng bao ship luôn. Mà mua một cặp thì 280 nha bà con. Số điện thoại liên hệ của em là 0798 716 145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Đó cũng là số Zalo của em luôn nha bà con. Bà con kết bạn Zalo để tiện bề em chụp hình hoặc quay clip cụ thể từng cây mà bà con chọn để em gửi cho bà con nha. Rồi để không mất thời giờ thì em xin vào cây số 1. Cây số 1 là một cây thân quái lắc lượng ha. Rồi thì em cũng quay lướt lướt nhanh nha bà con. Thì quay qua cái là bà con biết thân hình nó thế nào rồi. Giá thì em có báo chung luôn là nguyên lô này, nguyên lướt cái lô cái loại hình này là 150 ngàn một cây nha. Rồi lên cây số 2. Cây này em thấy đẹp nè. Quýnh một cái co xuống này nhưng mà nó không có bị, nó gắt nhưng mà nó không có bị gãy ha. À, nó có đường cong đàng hoàng nè, chứ không phải bẻ gãy đơ. Rồi xuống cây số 2. Rồi lên cây số 3 luôn. Rồi cây số 3 này là dặn cũng dễ cưng lắm ha. Dặn lắc lượng nhìn cũng dễ chịu lắm. Rồi quay giáp một vòng làm xuống cây nha bà con, để tiết kiệm thời gian của bà con. Để quay dài quá bà con nên làm biến coi, bà con chuyển kênh tận nghiệp em. Rồi lên cây số 4. Cây số 4 này có một số cái bông nha bà con. Rồi xuống cây số 4 luôn. Rồi em dời cái bàn qua đây, em lên cây số 5. Rồi lên cây số 5. Dạ rồi xuống cây số 5. Em lên cây số 6. Cây số 6 này đang âm nụ nha bà con. Nó có một cái cành nó mọc sai vị trí rồi, em đã làm cái thẹo, làm cái mặt cắt ở đây và có tha thuốc tha keo ma liền sẹo rồi. Đó có đang âm nụ luôn nha bà con, nụ bông luôn. Thân lắc lượng đẹp. Giá 150 ngàn thôi nha bà con, xuống cây số 6. Rồi em lên cây số 7. Cây nào em thấy cũng đẹp cũng ngộ cho nha bà con. Bà con có chốt hàng thì liên hệ em số điện thoại 0798 716 145 nha bà con. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Cái số 1 này cũ bỏ đi. Cái này là cây số 7. Số 7 nha bà con. Rồi lên cây số 8. Cây này đánh cái đường lắc rất đẹp luôn nha bà con. Lắc như gồng lượng luôn nè. Cuộn 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 nha, xuống lên. Lú đầu ra. Rồi xuống cây số 8. Giờ em lên cây số 9. Rồi xuống cây số 9. Em lên cây số 10. Nhiều khi nó cái tàn nó to, cái tàn nó che tối cái mình không thấy được theo con, em dở lên nhiều bà con thấy nè. Đó. Cái, thấy cái đường lắc lượng của nó. Cây số 10. Giá 150 ngàn luôn nha bà con. Rồi em lên cây số 11. Cây này rất đẹp nha. Bộ rễ cũng quái dị cà na luôn. Rồi xuống cây số 11. Lên cây số 12. Cây số 12 cây này cuộn thế nó rất là đẹp nha bà con. Cuộn hồi đầu nha bà con. Cái này mình biết chơi, mình quay, mình uống đánh hồi đầu rất đẹp nha. Mình trồng cái chậu cao lên. Trồng cái chậu cao lên. Anh em cho coi từ trên tới dưới nè. Này nó cuộn nè, nó cuộn hồi đầu về cái thân nè. Tại vì cái tùm thân của nó quá to, đây nè nó có cái cành hồi về ngay chân cái gốc luôn nè ha. Mình trồng cái chậu cao lên là mình sẽ uống ra rất đẹp nha bà con. Rồi xuống chậu 12 luôn. Em lên chậu 13. Rồi chậu 13.
rất đẹp. Rồi xuống chậu 13, lên cây số 14. Rồi xuống cây số 14, lên cây số 15. Là một cây đặc biệt trong cái lô này của em, là nó cũng hồi đầu nhưng mà nó có cái cành này nó chỉa về nè. Ở đây nó lên ha, nó lượn về, nó đánh về tới đây, nó hồi đầu về gốc luôn nè. Bà con kéo nó xích ra, bà con kéo nó xích ra ha, rồi bà con đánh, đánh lắc lượn hồi đầu rất đẹp nè nha. Cây này là mình biết uống, mình uống nó sẽ ra rất đẹp nha bà con. Mình mường tượng ra cái dáng thế của nó, mình uống rồi nó sẽ ra một tác phẩm đẹp nha bà con. Rồi cây số 15 là cây cuối trong cái lô mà thân lắc lượn nha bà con. Rồi tiếp theo là em qua tới cái lô là chân dài cỡ lớn nha bà con. Chân dài cỡ lớn là đồng giá 150.000 đồng một cây nha bà con. Mua 2 cây là 280.000. À, mình mua càng nhiều thì được càng bớt nha bà con. Ở đây em dở lên một số cây đơn cử cho bà con coi ha. Rồi ví dụ như em đo hoành nè. Hoành thân ha, ngón cái của em ba lớn đây. Em để vô giữa thân của nó mà cũng không có bằng được cái thân của nó ha bà con. Bà con mường tượng ra ha. Nè so sánh với ngón cái của em nè. Rồi củ đế thì to bự nha bà con. Này giá là 150.000 đồng một cây. Mua một cây em cũng bao ship luôn nha bà con. Có bà con, những bà con nghe không rõ rồi hỏi em thì em trả lời luôn là một cây em cũng bao ship luôn. Còn hai cây thì 280.000 nha bà con. Nên như củ này nè, nó đặc nè, mình uống bay được nè. Rồi đây luôn. Rồi số điện thoại đặt hàng của em là 0798716145 nha bà con. Em tên Vĩnh, ở xã Vĩnh Thới, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con ơi. Kênh YouTube của em là Hoa Kiển Bến Trang. Em mời bà con bấm đăng ký kênh để cho kênh em ngày càng phát triển nha bà con. Còn khi bà con mà muốn đến vườn của em thì bà con search Google. Search Google, gõ vô cụm từ là Hoa Kiển Bến Trang là chị Google chị sẽ chỉ đường vô tới nhà luôn. Tại vì em có đăng ký trên bản đồ nha bà con. Dạ em cũng xin nhắc lại cái lô hàng em đang quay, đang cầm lên cho bà con coi là giá nó là 150.000 đồng một cây nha bà con. Mật khẩu của nó là chân dài cỡ lớn nha bà con. Chân dài cỡ lớn. Khi bà con muốn mua chân dài cỡ lớn hay cỡ vừa hay cỡ nhỏ thì bà con nói em tiện bề em soạn hàng cho bà con ha. Tại vì em ăn nói cũng không có được lưu loát cho nên em kêu bằng mật khẩu chứ em không biết kêu bằng cái gì nữa bà con ơi. Thì mình dùng cái từ là chân dài cỡ lớn thì em biết là em lấy chân dài cỡ lớn cho mình. Đây em sẽ dở lên hết trơn cái lô chân dài cỡ lớn cho bà con coi, thân nó cũng khá đồng đều với nhau ha. Rồi bà con nào mà nhanh tay thì chụp hình ảnh màn hình thì gửi em sẽ chọn lấy cây cho bà con ha. Còn bà con nào mà thấy em dở nhanh quá không thấy được thì bà con có thể kết bạn Zalo với em, kêu em chụp toàn bộ những cây để bà con ngồi lựa cho thoải mái ha. Em thấy chụp Zalo là cách cũng khá hay đó bà con. Mình ngồi mình ví dụ như mình ngồi mình thư giãn cái mình quét điện thoại cái mình coi mình chọn được cây nào cái mình gửi hình đó trực tiếp về em. Gửi hình trực tiếp về em thì em sẽ soạn cây gửi cho bà con ha. Và cây còn hai cây nữa là hết cái trong cái lô 150.000 ha, con số cây em ghi giá nè. 150.000 đồng một cây. Rồi tiếp theo là em qua tới lô chân dài cỡ dừa nha bà con. Chân dài cỡ dừa thì hổng gài là em bán giá 140 nhưng hôm nay là cũng đầu năm mới, clip đầu tiên trong năm 2023 của em thì em sẽ giảm giá xuống là lô chân dài cỡ dừa còn lại 130 nha bà con. Đây trên màn hình bà con thấy 140 nhưng mà em sẽ bán giá 130 nha bà con ơi. Tết rồi không có gì để mà làm quà mừng với bà con thì em sẽ giảm giá cái lô chân dài cỡ vừa xuống từ 140 xuống còn 130 nha bà con. Là hai cây 260 thì hai cây thì sẽ còn 240. Đúng là hai cây 260 nhưng mà cũng được mua nhiều thì thành ra là hai cây 240 nha bà con. Chân dài cỡ vừa nha bà con. Em cũng sẽ dở lên cho bà con coi mình quan sát thấy chân đây nè, em đo hoành thân nè. Đo hoành thân nè. Ngón cái để vô nè. Thì chắc chắn cỡ vừa nó nhỏ hơn cái cỡ lớn hồi nãy nhưng mà cái ngón cái em để vô cũng chưa bằng to bằng nó luôn ha. Để cho bà con mường tượng ra là cái hoành thân của nó bao nhiêu. Thì nói chung đây là bonsai mini để bàn nha bà con. Chứ bà con như giờ em đo chiều cao nè. Chiều cao khoảng một gang tay của em thôi. Một gang tay tầm 18-20cm thôi. Chứ không phải là loại cây bonsai mà bự nha bà con. Tại vì một số bà con nói sao tôi thấy anh quay bự quá. Em không có sử dụng kỹ xảo điện ảnh gì trơn nha bà con. Cầm quay trực tiếp bằng máy điện thoại cùi thôi. Thì bà con quay bonsai mini mà không lẽ quay xa thì quay gần. Bà con thấy nó hơi to. Bà con tưởng đâu là to. Chứ em không có nào mà lừa gạt bà con ha. Đây là bonsai mini lấy bàn với lại những bà con mình chơi hồng ngọc mai thì sẽ biết loại hồng ngọc mai thì không phải là cây bonsai mà cây lớn được. Thường là mini để bàn. Khẳng định là mini để bàn. Đây nè bà con, củ này nó dặn đẹp đẹp ha. Từ 140 giảm xuống còn 130 đó, bà con ủng hộ em ha. Số điện thoại đặt hàng của em là 0798716145, em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Em thấy củ nào nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó chân nha bà con. Đúng là 9 người 10 ý, có những củ em giới thiệu cho anh chị này
là không thích, nhưng mà những anh chị khác lại thích, tại vì mỗi người có một cái ánh mắt nhìn về nghệ thuật nó khác nhau mà. Người này thấy cây này đẹp, nhưng người kia thấy cây đó nó chưa đẹp lắm. Cho nên là em nhập về là đa dạng sắc màu để cho bà con lựa chọn ha. À, cây nào cũng có cái nét đẹp riêng của nó hết. Như em thấy một số cây em thấy đẹp, em chụp em gửi cho một số khách, thì một số khách nó không chịu mà thấy cái cây sau lưng á, chụp cái cây trước mặt mà không chịu phanh chọn cây sau lưng, kêu chụp cây sau lưng mà chốt cây sau lưng. Nó là do là mỗi người có một cái ánh nhìn nghệ thuật khác nhau nha. Như cây này em thích nè, cuộn tròn nè ha. Rồi, cây này cũng là cây cuối cùng trong cái lô chân dài cỡ vừa nha bà con. Đồng giá 130 ngàn đồng một cây nha bà con. Một cây cũng bao ship luôn nha bà con. Rồi tiếp theo là tới lô chân dài cỡ nhỏ nha bà con. Cái đặc biệt của lô chân dài cỡ nhỏ này là nó đang ôm nụ nha bà con. Đa số là ôm nụ chứ không phải cây nào cũng ôm nụ nha bà con. Đa số là ôm nụ. Đây, em quay lướt trên đầu cho bà con coi. Đa số là ôm nụ. Có thằng thì nụ to, có thằng thì đã ra bông, mà có thằng thì búp búp. Rồi em dỡ lên cho bà con coi. Là giá của lô chân dài cỡ nhỏ này là 120 ngàn nha bà con. Và đặc biệt cái chân dài cỡ nhỏ, tuy nó là chân dài cỡ nhỏ, nhưng mà nó là tàn nó khá dày nha bà con. Tàn nó khá dày. Rồi em đo cái hoành thân cho bà con so sánh ha. Đây ngón tay cái của em đưa vô. Thì nó gần bằng ngón tay cái. Cái ngón tay cái gần bằng cái hoành thân đó ha. Thì mình biết là nó nhỏ hơn mấy cái lô vừa rồi. Nhỏ hơn cái lô cỡ lớn như cỡ vừa. Đó nó gần bằng ngón tay cái em, gần bằng cái hoành thân đó ha. Để công khai minh bạch là chiều cao của nó cũng khoảng một gan. Hoành thân của nó thì ngón tay cái em gần bằng nó lớn hơn ngón tay cái em tí xíu luôn nha bà con. Mà em thì ốm, em có 50 kg chẳng à, thành ra là ngón tay cái em ốm. Em cũng nói cái ký của em cho bà con biết luôn. Giờ 120 ngàn đồng một cây, một cặp thì 220 nha bà con. Được giảm giá 10 ngàn đồng một cây khi mình mua số nhiều. Rồi ở đây em còn sót lại mấy cây mà rễ siêu quái nè, mà cái này là hai cây bệnh lại nha bà con. Em cũng nói rõ cây này rễ siêu quái nhưng mà hai cây bệnh lại, chứ không phải một cây, hai cây buộc lại đó. Còn này là chân dài cỡ nhỏ nè, bộ rễ rất là đặc ha. Chỉ 120 ngàn có luôn cây, có nụ chơi tết luôn ha. Chỉ 120 ngàn nha bà con. Số điện thoại đặt hàng là 0798 716 145. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp nha bà con. Em mời bà con bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh Hoa Kiển Vĩnh Trang ngày càng phát triển nha bà con ơi. Đó những lời kêu gọi tha thiết của em, tại vì nông dân ra buôn bán mà không có bà con làm sao bán được, không có bà con mua làm sao em bán được. Thành ra là em mời bà con bấm đăng ký để YouTube nó đẩy kênh em được nhiều người biết đến rộng rãi trên cả nước ha. Em cũng dở lên hết trơn, bà con nào mà muốn lựa trên tờ trực tiếp trên clip thì bà con coi em dở lên hết trơn. Rồi xong là em sẽ bà con chụp ảnh màn hình gửi ngược qua em, thì em sẽ ra em lấy cây đó em ship cho bà con ha. Em còn có khoảng mười mấy cây nữa là xong cái lô này rồi. Đó, như cây này nè bà con. Bộ đế đẹp ha, mà bộ nụ cũng đẹp luôn ha. Tàn tròn do. Đây. Cây nào em thấy cũng đẹp hết. Như cây này nè, nó chưa có âm nụ nha bà con. Tại vì cái tàn nó còn nhỏ, nó chưa âm nụ nè ha. Thì có sao nói vậy, không phải cây nào cũng âm nụ. Em nói là đa số là âm nụ. Đó. Mình sẽ quay hết trơn cho bà con coi luôn, không giấu giếm gì hết. Có cây nào móc ra quay hết cây đó cho bà con coi, là công bằng để bà con lựa, người nào cũng như người nấy. Cây này dán mình uống dán bay được nè bà con. Đó. Cây này nụ quá trời nụ rồi bà con ơi. Em dở lên hồi em cũng mỏi tay. Rồi còn hai cây cuối cùng này là em kết thúc cái lô chân dài cỡ nhỏ nha bà con. Vậy rồi tới đây thì là nó kết thúc cái lô chân dài cỡ nhỏ ha. Đồng giá 120 ngàn đồng một cây nha bà con. Khi mà mình mua từ hai cây là 220 nha bà con. Mà mua nhiều nữa thì được em bớt nữa nha bà con. Số điện thoại đặt hàng của em là 0798 716 145 nha bà con. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thế, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì ở đây em có mấy cây tường vi nè bà con, tường vi màu huyết lâm nè bà con, cái lá màu tím mà cái bông màu đỏ nha bà con. Tường vi bình thường thì mình tường vi hồng, nhưng mà ở đây em có tường vi huyết lâm nha bà con. Chiều cao thì nó cũng khoảng 4 tấc, chiều cao khoảng 4 tấc trở lên. Thân này thân gỗ nha bà con, thân gỗ. Cái hoành thân này bằng cái đầu đũa không ăn, bằng cái viết. Hoành thân này bằng cái viết nha bà con. Thì một cây em xin giao lưu là 50 ngàn nha bà con. Mua 3 cây em bao phí ship nha bà con. Từ 150 trở lên bao phí ship. Đây là tường vi màu huyết long nha bà con.
màu rất hot. Người ta thường lấy cái tường vi màu quyết long này ghép vô cây bằng lăng nha bà con. Thì giá nó là 50.000 đồng một cây, mà mua đơn hàng từ 150 trở lên thì kênh em bao phí ship nha bà con. Số điện thoại đặt hàng em là 0798716145 nha bà con. Em tên Vĩnh ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Thì đến đây thì em cũng xin cảm ơn bà con, chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ em trong những cái clip vừa qua. Em xin chúc bà con có thật nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều hạnh phúc. Thì nhân dịp đầu năm mới 2023, tại vì bữa nay ngày 4 em mới lên clip, thì cũng nhân dịp đầu năm mới 2023 em chúc bà con là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý nha. Đặc biệt là tiền vô ào ào để mua hồng ngọc mai ủng hộ em nha. Dạ em xin trân trọng kính chào ạ.